cái màu giọng nó tình cảm. Có từng ghi lại không? Cái màu giọng mình nó tình cảm, nó là cái cực kỳ quan trọng. Khó lắm các bạn, khi mà các bạn đi tập hát á, các bạn phải tìm ra được cái hay nhất trong cái màu giọng của mình. Mà nếu như mình có được cái màu giọng nó tình cảm thì đó là một cái hay mà mình phải ghi khắc nó vào trong lòng. Để làm sao mình giữ cái màu giọng tình cảm đó từ đầu cho tới cuối luôn, kể cả những nốt cao, đúng không? Thường là lên nốt cao cái đầu gãy mất tình cảm mà chuyển sang chế độ hét, đúng không? Chế độ hét thường là như vậy đó. Phải giữ được cái nốt cao đó, nó phải tình cảm. Còn cái nốt cao của mình thì hồi nãy là bị mất bình tĩnh thôi, chứ nếu như mà bạn vận dụng được một số những cái kỹ thuật cơ bản thôi về việc sử dụng giọng của bạn, mà giọng nam cao tenor rất rõ ràng luôn. Cái tenor này có thể là nếu mà tập luyện một chút xíu là bằng kèo lột luôn. Thật sự nam này muốn lên năm mấy rồi, tại vì cái cột hơi mình yếu lắm, luyện một chút xíu cột hơi chắc lên một chút xíu là bằng kèo lột luôn. Đã thường hát những cái bài của Trung Quân đó, nhẹ nhàng như vậy. Nếu bạn luyện cho tốt, cho cứng cái cột hơi lại, luyện cho chắc cái cột hơi. Cứng cái cột hơi là không phải là gọng cái bụng cho chắc là cứng cột hơi nha. Tôi sợ lắm, cứng cái bụng hơi thấy nó hơi thật là sâu, gọng lại rồi xong mất hát luôn. Cột hơi nó có thẳng vậy đó, giữ cột hơi. Về mặt cái sự phát triển rất là tốt về mặt ở những nốt cao. Và cái khó khăn của bạn là đầu tiên là cái phần trình diễn đó, nó thiếu tự tin, lên sân khấu nhiều hơn, đứng trước đám đông nhiều hơn. Mỗi lần mà mình làm không tốt á thì lần đầu có thể là hơi thốn á, nhưng mà những lần thứ hai, lần thứ ba bắt đầu nó bớt thốn chứ. Bạn phải chạy sân khấu bạn mới trình diễn được. Chạy sân khấu yếu tố chạy sân khấu là một yếu tố về sự tự tin, thì lúc đó lên sân khấu bạn mới thể hiện được hết những gì mà mình đã khổ luyện ở nhà, ở trong chuồng của mình, đúng không? Nhiều bạn học thanh nhạc mình á, ở nhà hát hay lắm thầy, cho tự nhiên em gặp thầy hát hết nổi á, run đó, phải tự tin lên để đừng run nữa ha. Rồi về phần trình diễn thì chưa ổn đâu, phải lên sân khấu nhiều hơn nữa, có cơ hội tham gia những cái buổi hát acoustic vân vân, rồi lên cho gặp bất kể những bạn mới để mình trình diễn, hoặc là những cái buổi workshop như thế này, dành đi, đừng ngại dành đi. Thầy ơi, lát nữa dư chỗ cho em lên hát tiếp nha. Lần thứ hai bớt thốn hơn lần đầu, cá những cái. Rồi về mặt nốt thấp thì hồi nãy bạn có hỏi đó, thì cái nốt thấp của bạn á, nó không phải là một cái thế mạnh của bạn Mẫn nha, bởi vì tenor hạn chế mình khai thác quá nhiều nốt thấp. Mà tenor đã gọi là tenor, cái thế mạnh của tenor là gì? Nốt cao, thì mình phải khai thác những nốt cao. Còn nốt thấp mình cũng có khai thác nhưng mà vừa thôi, bởi vì nó là nhược điểm của tenor. Nhược điểm của tenor là hát nốt thấp khó lắm, ok? Thì mình khai thác vừa thôi để làm sao cái âm của mình nó dày, nó đủ dày đủ đẹp là được rồi. Còn đừng có bùng nhiều quá thì không cần đâu, tenor đâu cần kiểu đó, đúng không? Khai thác nốt cao, nốt thấp khai thác vừa thôi, tập chest volume, tập cái hơi xuống bụng,